chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với chương trình tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày hôm nay. Như quý vị cũng đã biết thì cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì đã có một làn sóng của các doanh nghiệp startup trong lĩnh vực y tế với rất nhiều những ý tưởng độc đáo được chắp cánh bởi công nghệ hiện đại. Và thành tựu bước đầu của làn sóng này là không chỉ những sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thiết thực của thị trường, mà còn là những dịch vụ giúp kết nối những thành tố khác nhau trong lĩnh vực y tế, giảm thiểu chi phí trung gian cũng như thời gian chờ đợi của người bệnh. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại các startup nổi bật trong lĩnh vực y tế mà chúng tôi đã giới thiệu trong suốt một năm vừa qua. Với sự phát triển của nền kinh tế, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng nhận được sự quan tâm của xã hội. Đây là thị trường đầy sức hấp dẫn cho các startup Việt. Vào thời điểm hiện tại thì chúng ta có một cái cuộc sống rất là áp lực và rất là nhiều lo toan về sức khỏe. Hiện tại tỷ lệ ung thư không chỉ ở nước ta mà cả thế giới đều tăng rất là nhanh, và các bệnh mãn tính như là tiểu đường, huyết áp thì cũng trở thành một cái gánh nặng toàn cầu. Theo cái thường quy, cứ có một cái nguy cơ cao, áp lực cao thì sẽ có rất là nhiều cơ hội để chúng ta đem giải pháp đến giải quyết các vấn đề. Bên cạnh những cái giải pháp công nghệ lớn, các viện rồi các cái tập đoàn có thể nghiên cứu sản xuất, thì ngay như trong dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cũng là một mảnh đất rất là tiềm năng và màu mỡ. Khi chúng ta ứng dụng những nền tảng công nghệ mới rồi đưa ra những cái mô thức để mà cung cấp dịch vụ tốt nhất đến cho người dân, có khả năng tiếp cận những cái nguồn dược liệu quý, kể cả là những cái thảo dược thiên nhiên, cũng là những cái rất là tiềm năng cho startup trong cái lĩnh vực y tế. Song cũng có nhiều thử thách. Khởi nghiệp là đã khó khăn rồi, nhưng mà khởi nghiệp riêng về lĩnh vực y tế, khi nói đến cái sức khỏe của người dùng thì tôi nghĩ là khó khăn có phần là lớn nhất. Khi mà đầu tư vào startup về y tế, nó là một lĩnh vực bảo thủ, và thứ hai nó là một lĩnh vực gọi là hơi đặc thù, thì đòi hỏi là startup về lĩnh vực y tế là phải hiểu về lĩnh vực y tế trước. Cái việc mà đầu tư ngội vào đó thì nó rất tốn nhiều chi phí. Việc mà tốn nhiều chi phí làm cho tất cả các app nản lòng ngay từ khi ban đầu và không có ý định mà triển khai nhân rộng. Và đồng thời là thị trường bây giờ ngày càng khó tính hơn, ngày càng yêu cầu cao hơn, kể cả pháp lý cũng ngày càng khó tính, ngày càng yêu cầu cao hơn. Các cái doanh nghiệp khởi nghiệp y tế thì tương đối khó khăn, vất vả trong vấn đề về tiếp cận các cái nguồn đầu tư, kể cả từ nhà đầu tư thiên thần đến từ quỹ. Tôi cho rằng là đây cũng là một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức, bởi vì có nhiều người trong cái sân chơi này, kể cả những tập đoàn lớn, và nhiều startup đã có tên tuổi thành công ở nước ngoài, cũng là một cái thách thức. Nên là thay đổi cái tư duy, thói quen sử dụng của người tiêu dùng nội địa để có thể gặp gỡ được các nhà đầu tư của nước ngoài là một cái điều rất là thách thức với startup Việt Nam cho lĩnh vực này. Chưa kể đến là cái việc thử nghiệm những cái sản phẩm này đôi khi mất rất nhiều thời gian và tốn kém, liệu cái năng lực và nguồn lực có đủ để kéo dài hay không. Với một thị trường rộng lớn, chỉ tính riêng ở Việt Nam đã là hơn 90 triệu dân, liệu các startup y tế Việt Nam có thể bùng nổ trong thời gian tới? Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón vị khách mời của chương trình tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày hôm nay. Xin được giới thiệu với quý vị bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, hiện là quản lý và đồng sáng lập của Kit Startup, đồng thời là trưởng ban kết nối đầu tư của TechFest năm 2018. Vâng, xin được chào mừng bà và cảm ơn bà đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Với quan sát và ý kiến cá nhân của mình, bà có thể đánh giá về tính thực tiễn và khả thi của các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế thời gian vừa qua được không ạ? Trước hết tôi muốn nói về cái tiềm năng thị trường, bởi vì thực chất với một đất nước với 10 giờ chờ đợi cho một lần khám bệnh thì nó là một cái mảng thị trường quá lớn để chúng ta thực sự có thể tập trung vào và khai thác. Cộng thêm một cái câu chuyện nữa là cái thu nhập của người dân đang tăng, cho nên cái nhu cầu về với cái sản phẩm y tế mà chất lượng cao cũng như là kết nối công nghệ thì là nó thực sự là tiềm năng. Tuy nhiên thực ra startup công nghệ nhảy vào lĩnh vực y tế nó không phải là một câu chuyện đơn giản, và vì vậy tìm kiếm ra được một mô hình thực sự để cung cấp dịch vụ và nó đáp ứng được đúng nhu cầu thị trường thì nó là một thách thức không hề nhỏ cho các startup trong lĩnh vực y tế. Cái thống kê gần đây nhất năm 2019 thì hiện nay số lượng startup trong mảng y tế mới chỉ chiếm 2% trong số những startup mà tổng số startup mà chúng ta đang có. Trong khi với dung lượng thị trường là 22 tỷ
đô cho chi tiêu cho lĩnh vực y tế, thì đấy là một cái câu chuyện mà còn rất là nhiều điều phải bàn. Vì vậy thì tiềm năng có, mô hình cũng có thể là đâu đó chúng ta có thể học hỏi từ những mô hình của các nước đi trước, nhưng điều đấy không có nghĩa là nó đảm bảo một sự thành công cho các startup trong lĩnh vực y tế ở thị trường Việt Nam. Vâng. Vậy thì với những cái tiềm năng như vậy, cụ thể chúng ta đã có những sự hỗ trợ như thế nào? Chính phủ đã có những phương án ra sao để có thể cùng chung tay với các startup trong lĩnh vực y tế để có thể khai thác được hết cái dung lượng của thị trường ạ? Đây là một câu hỏi khó. Chúng tôi cũng có may mắn đồng hành với cái đề án 844 của chính phủ. Thì đấy là một trong những nỗ lực để hỗ trợ startup. Cái điểm nhấn trong cái câu chuyện này chính là sự liên kết giữa các cái kết quả nghiên cứu với cả thị trường và sự tham gia của các cái tập đoàn lớn, các doanh nghiệp. Bởi vì cái khâu thương mại hóa các cái sản phẩm mà trong lĩnh vực y tế ra thị trường cũng không phải là đơn giản. Tiếp theo là cái câu chuyện công nghệ, bởi vì bản thân các startup trong cái lĩnh vực công nghệ thì cái hiểu biết về thị trường và nhu cầu thực sự của người dùng, đặc biệt trong người dùng y tế, nó lại là một câu chuyện phức tạp hơn rất là nhiều. Startup y tế sẽ gặp phải những vấn đề khó khăn như là cố gắng, các bạn sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để thực sự làm hài lòng rất nhiều bên, chúng tôi gọi là các stakeholders, bởi vì là không chỉ có người dùng mà còn có nhà thuốc, có bác sĩ, có bệnh viện và có những cái câu chuyện khác nữa. Vì vậy thì cái sự hỗ trợ của chính phủ là một phần, nhưng bản thân các startup cũng phải nhận thức được rằng là cái mảng thị trường đó là mảng thị trường khó khăn hơn rất nhiều và nó đòi hỏi cái sự đào sâu hơn rất là nhiều. Vâng, theo tôi biết là một trong những đặc trưng của các startup và cũng là thách thức của họ khi tham gia vào lĩnh vực y tế, đấy là cái phần vốn đầu tư sẽ không hề nhỏ. Cụ thể thì đề án 844 cũng như đơn vị của chị thì đã hỗ trợ như thế nào với các doanh nghiệp startup lĩnh vực y tế trong quá trình gọi vốn cũng như là giúp họ sử dụng tối đa, hiệu quả tối đa cái nguồn vốn này ạ? Tôi sẽ chia sẻ ở cái góc độ là một người phụ trách cái ban kết nối đầu tư của TechFest, bởi vì TechFest cũng là một hoạt động của Bộ Khoa Công nghệ và nó nằm trong cái khuôn khổ đề án 844. Thì cái làng MedTech bao giờ cũng là một làng cực kỳ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Chúng tôi có những nhà đầu tư đến từ Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản. Họ thực sự quan tâm đến câu chuyện đầu tư vào các MedTech startup. Nhưng tuy nhiên thì cũng phải quan sát thấy rằng là cái mức độ quan tâm đấy nó vẫn chưa tương xứng với các khoản đầu tư đổ vào các startup trong lĩnh vực y tế. Trên thực tế nó họ đòi hỏi rất là nhiều, ví dụ traction, tức là những thông tin liên quan đến cái lịch sử mà startup đấy đã làm thế nào để có lượng người dùng như thế nào. Và những cái thông tin quan trọng như vậy thì startup của chúng ta nếu ở giai đoạn đầu thì rất là khó có thể đạt được. Cũng có một con số thống kê cho thấy rằng 61% những startup ban đầu thì nhắm đến thị trường B2C, về sau thì các bạn đều phải chuyển thành hoặc bán mình cho các công ty lớn hoặc các công ty bảo hiểm, hoặc là chuyển đổi mô hình thành B2B. Điều đấy nói lên rằng có những cái khó khăn đặc thù của lĩnh vực y tế, và nó đòi hỏi rằng là những cái đơn vị trong hệ sinh thái khởi nghiệp bắt buộc phải liên kết và nói chuyện với nhau để hỗ trợ các bạn ý nhiều hơn. Từ góc độ của chúng tôi ở ban kết nối thì chỉ có thể làm được cái phần việc là thực sự để tìm hiểu nhu cầu của nhà đầu tư trước và kết nối với nhu cầu vốn thực sự của startup. Cũng có một cái quan sát nho nhỏ là thực ra các bạn ấy cần tiền, cần vốn để đầu tư, nhưng mặt khác các bạn cũng rất cần network để hỗ trợ các bạn kết nối với cái hệ sinh thái đó và làm sao để có thể đạt được một cái thị phần thực sự trên thị trường Việt Nam trước khi vươn ra thị trường quốc tế. Vì các nhà đầu tư thì không chỉ ở trong nước, nước ngoài họ đều quan tâm đến cái câu chuyện thị trường như thế nào. Thì cái việc nâng cao năng lực cho startup để kết nối họ với nhà đầu tư là một phần việc mà chúng tôi cảm thấy rằng là mình có thể làm tốt nhất. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng là nó cần có những sự kết nối của hệ sinh thái thì các startup mới mạnh lên được. Và đó là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là trong vòng khoảng 3 đến 5 năm tới chúng ta thực sự phải xem xét một cách nghiêm túc. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về mức độ quan tâm của các nhà đầu tư với các startup trong lĩnh vực y tế, và cụ thể là ban kết nối đầu tư nơi mà chị đang phụ trách, đang làm việc, thì đã cái hiệu quả kết nối nó đến đâu trong việc làm để cho hai bên có thể được gặp gỡ nhau và cái hiệu quả của cái khoản đầu tư đó? Kết nối đầu tư là một sự kiện, nhưng mà cái việc follow up nó lâu dài, bởi vì không một cái hầu như không có cái khoản đầu tư nào được thực hiện ngay lập tức, mà nó chỉ là những cái cam kết đầu tư. Tuy nhiên tôi có thể chia sẻ ở khía cạnh này, bản thân nhà đầu tư sau khi họ tiếp xúc với startup, họ chia sẻ luôn lại với chúng tôi là những cái đặc điểm của startup Việt Nam hiện nay đang khiến họ thực sự lưỡng lự khi đầu tư vào. Thứ nhất là khả năng tiếng Anh, bởi vì là nhà đầu tư họ bảo rằng tôi sẽ không thể đầu tư vào một doanh nghiệp mà founder của nó không thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh.
hai bên được. Hiểu nhau được. Chính xác, cái sự hiểu biết giữa hai bên là cần thiết. Một cái biểu hiện nhỏ như thế thôi. Thứ hai là câu chuyện mô hình kinh doanh. Tiềm năng của thị trường Việt Nam là có, nhưng cái mô hình kinh doanh của bạn có đảm bảo được cái câu chuyện là bạn đóng một vai trò quan trọng trên cái thị trường đấy hay không, tiềm năng bạn có thể nhân rộng cái mô hình của bạn ra hay không là cái mà nhà đầu tư thực sự quan tâm. Và câu chuyện cuối cùng muôn thuở đấy chính là đội nhóm, vì cái tinh thần làm việc nhóm của chúng ta nó cũng chưa thực sự là tốt. Có những trường hợp mà startup là solo founder chúng tôi rất là khó. Thực sự mong muốn các bạn hãy thành lập một team và một nhóm mạnh. Lúc đó thì cái câu chuyện bạn nói với nhà đầu tư nó sẽ tăng tính thuyết phục hơn, vì họ tin rằng là nếu như có một đội nhóm mạnh thì bạn sẽ đi xa hơn. Tôi nghĩ đó là những cái lời khuyên và những cái hướng đi rất là thiết thực mà tất cả các startup đều nên cân nhắc và quan sát thấy khi mà mình bắt đầu với ý tưởng của mình, đặc biệt là trong những cái giai đoạn tiếp theo khi gọi vốn đầu tư. Ngoài ra thì bà còn thấy có những khó khăn thử thách nào đặt ra với các startup trong lĩnh vực y tế của Việt Nam nữa không ạ? Tại sao nhà đầu tư chưa thể rót vốn ngay được? Nó có những cái khó khăn nhất định về cái hiểu biết thị trường. Tôi thực sự đặt một câu hỏi rất lớn về chuyện là các bạn startup đi ra từ lĩnh vực công nghệ có thực sự tìm hiểu thị trường trước khi họ thực sự đi vào đấy không, hay mới chỉ xuất phát từ một nhu cầu cá nhân của mình thôi thì nó chưa đủ. Khi bạn phỏng vấn đến một người thứ 100 thì tất nhiên là câu chuyện khác, cũng như là ông Steve Blank, ông hay nói một câu rất hay là không có một kế hoạch kinh doanh nào sống sót sau cuộc phỏng vấn đầu tiên với khách hàng. Chúng tôi rất khuyến khích các bạn startup nên thực sự phỏng vấn nhu cầu của người dùng. Một trong lý do khiến startup về mặt y tế thất bại nhiều nhất trên thế giới theo thống kê ấy, đấy chính là do họ thực sự rất khó để hiểu biết được cái nhu cầu thực sự của người dùng. Nếu chỉ đi từ nhu cầu, ví dụ mình mất ngủ và mình muốn làm một cái sản phẩm gì đấy để cải thiện giấc ngủ thì điều đấy có thể cũng chưa đủ, đòi hỏi cái câu chuyện bạn cần phải tìm hiểu cái nhu cầu đấy của nhiều người hơn, và thậm chí là giải pháp cũng có rất là nhiều giải pháp. Y tế thì nó có đặc trưng là sức khỏe nó là cuộc sống của chúng ta rồi, nên không phải giải pháp này người ta sẽ nghĩ ra giải pháp khác. Vì vậy những giải pháp thay thế trên thị trường luôn luôn có, và vì vậy bạn không phải cạnh tranh với đối thủ trực tiếp mà bạn sẽ còn cạnh tranh với rất rất nhiều các cái giải pháp gián tiếp khác nữa. Vâng, xin được cảm ơn bà. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một phóng sự ngắn nơi chúng tôi phỏng vấn ý kiến của các startup trong lĩnh vực y tế. Thực ra cái công nghệ thông tin đã là một cái lĩnh vực rất là khó, và công nghệ thông tin trong y tế thì khó hơn rất nhiều vì yêu cầu thời lượng phục vụ là 24/7. Khó khăn thì thực ra kể ra rất là nhiều, khi mà iShop vừa là một công ty phát triển về mặt công nghệ nhưng lại phải rất là thấu hiểu một cái chuyên ngành đặc biệt, phục vụ một đối tượng cũng đặc biệt là người bệnh, và đối tượng cần được phục vụ 24/7. Chính vì vậy là áp lực, cường độ làm việc rất là cao. Ngoài ra nữa, ngành y tế là một ngành vô cùng đặc thù, có những cách quản lý, những cách truyền tải thông tin cũng như cách để vận hành nó cũng đặc biệt, và yêu cầu là mình cần phải có một cái sự hiểu biết sâu, và mình cũng phải có một cái sự đào tạo cho các thế hệ nhân sự tiếp theo. Làm sao để thuyết phục được cái người dùng người ta có thể dùng được? Bởi vì trước đây thì chúng ta thấy rằng tất cả các lĩnh vực là người ta đều theo một cái mô típ đó là truyền thống. Người ta phải đến trực tiếp, người ta gặp bác sĩ, người ta phải trực tiếp, người ta đến lấy số. Người ta chưa quen với một cái mô hình truyền thống, đó là sử dụng bằng Internet, có thể sử dụng được cái dịch vụ, tiếp cận được cái dịch vụ đấy. Đấy là một cái rất là khó trong tất cả các cái lĩnh vực, đặc biệt bây giờ là lĩnh vực y tế liên quan đến sức khỏe. Một vấn đề tiếp theo ra để biết đó là vấn đề về vốn. Thực sự vốn là vấn đề cực kỳ khó khăn với công ty khởi nghiệp. Phải nói là vô cùng khó khăn chứ không phải là khó khăn. Đầu tiên thì bọn mình cũng không nghĩ rằng là cái việc xây dựng hệ thống của bọn mình nó lại mất quá nhiều thời gian như thế. Và khi mà trong cái quá trình dự trù vốn thì bọn mình cũng chỉ dự trù trong vòng khoảng độ 1 năm thôi. Nhưng đến bây giờ là 3 năm, bọn mình đã phải gồng gánh với nó trong vòng 3 năm. Và số lượng 3 năm thì riêng về chi phí về nhân sự đó là một khoản rất kỳ cực kỳ lớn, chưa nói về các chi phí về quản lý doanh nữa. Các bạn có thể thấy được là chi phí cho nhân sự, một thì chi phí cho kinh doanh phải gấp 3. Đấy là việc điều chắc chắn. Và chính vì cái việc đó nó là cho các cái công ty khởi nghiệp thường là giai đoạn cuối cùng, là giai đoạn chết. Hiện giờ là cũng đã có rất là nhiều sự hỗ trợ từ bên, ví dụ như bên Bộ Khoa Công nghệ đã có sự hỗ trợ rất là nhiều đối với các doanh nghiệp về khởi nghiệp. Nhưng mà ở những lĩnh vực riêng, ví dụ bên mình là lĩnh vực y tế, thì bên mình chưa nhận được những cái sự hỗ trợ từ bên ví dụ như Bộ Y tế chẳng hạn. Thì bên mình có thể là khi mà phát triển lớn thêm một chút nữa
có thể nhận được cái sự chú ý từ bên Bộ Y tế hoặc là bên Cục Dược chẳng hạn, thì mình mong muốn là có nhận được sự tham vấn, giúp đỡ hay là tạo những cái điều kiện chính sách để cho các startup về công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, có thể có một cái cơ hội để có thể tiếp cận tới nhiều người dân hơn nữa. Hiện tại thì là tất cả các startup hay là tất cả những cái sản phẩm trên thị trường, họ cần phải có một hệ sinh thái để có thể sống sót và phát triển một cách bền vững. Ví dụ như bên mình, bây giờ mình đang tập trung vào sản phẩm là dược. Thuốc là một phần ở trong vấn đề về điều trị và chăm sóc sức khỏe. Thế nên là nếu bên mình chỉ phát triển đơn lẻ về dược không, về thuốc không, mà không có sự gắn bó chặt chẽ liên quan tới những cái phần khác, ví dụ như điều trị này, thăm khám này, và có thể là y tế dự phòng, chăm sóc sau khám nữa, thì sẽ không thể gọi là mang lại tối đa cái giá trị, và cũng khách hàng cũng không nhận và cũng không cảm nhận được cái giá trị một cách là trọn vẹn. Theo bà, ngoài những cái phần hỗ trợ từ các đơn vị như là ban kết nối đầu tư của TechFest, thì bản thân các doanh nghiệp, bản thân các startup cần phải làm gì, phải lưu ý đến những vấn đề gì để có thể tự hoàn thiện mình và dễ dàng tiếp cận đến những nguồn vốn đầu tư chất lượng? Câu hỏi của Trang nó khiến tôi liên tưởng đến một cái câu chuyện là khi chúng tôi làm một cái khảo sát với khoảng 200 doanh nghiệp, thì phần lớn câu trả lời của họ là chúng tôi khó khăn về vốn. Nhưng đến khi nói chuyện sâu với khoảng 50 trong số đó thì nhận ra rằng là thực ra cái vấn đề vốn chưa phải là vấn đề lớn nhất. Nó không đủ sức khái quát, nhưng tôi cũng muốn nêu ra một vấn đề ở đây là thực sự bạn nên trả lời câu hỏi là thực sự bạn có cần vốn hay không, hay bạn cần những khách hàng đầu tiên. Với mảng y tế, nó thực sự đòi hỏi cái câu bạn phải trả lời là ai sẽ trả tiền cho bạn trước. Và nếu bạn sống sót được thì vốn nó sẽ là cái lựa chọn thứ hai. Mà vốn thì cũng có rất là nhiều nguồn vốn. Vốn từ gia đình, bạn bè, từ các cái hình thức vay khác trước khi thực sự bạn gặp nhà đầu tư. Còn để tìm đến một nhà đầu tư chất lượng thì đầu tiên đòi hỏi bạn phải có một dự án chất lượng và bạn phải có sự hiểu biết về họ đã. Vì khẩu vị của các nhà đầu tư rất khác nhau. Họ chỉ đầu tư vào những thứ họ hiểu hoặc họ có thế mạnh. Với các quỹ thì họ nhắm đến câu chuyện tăng trưởng, và không một nhà đầu tư nào không quan tâm đến câu chuyện là tôi sẽ lấy lại được gì sau một thời gian nhất định. Vì vậy tôi nghĩ rằng là đầu tiên nên trau dồi kiến thức về chấp nhận có nhà đầu tư đi cùng hay không đã. Sau đó thì chúng ta mới nói tiếp đến câu chuyện là gặp ai, gặp như thế nào, gặp vào giai đoạn nào. Và thực sự đây là một cái phần mà rất quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, là cần phải đào tạo và hướng dẫn cho các bạn. Vâng. Để có những cái hiểu biết đấy trước khi thực sự đi đến một cái quyết định là chung sống với nhà đầu tư. Chúng tôi hay chia sẻ rằng là làm việc với nhà đầu tư, dù quỹ hay là đầu tư thiên thần, nó như một đám cưới. Vì vậy cuộc hôn nhân đấy nó có được chuẩn bị tốt hay không thì nó phải có sự hiểu biết giữa hai bên, chứ không phải là mình cần tiền và mình đi gặp nhà đầu tư. Mong muốn thì mong muốn là các bạn sẽ tự nhìn nhận lại mô hình kinh doanh của mình trước. Và theo chúng tôi thì hãy tìm những khách hàng đầu tiên trước, vì không nhà đầu tư nào đầu tư cho bạn nếu bạn không có khách hàng đầu tiên cả. Sau đó thì hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng những cái hiểu biết để chung sống một cách hòa thuận, và thậm chí là có thể đi đến một trạng thái win-win, cùng thắng với nhà đầu tư, thay vì là một câu chuyện trò chơi tổng không chẳng hạn. Hoặc cả hai bên cùng thua, thì điều đấy là một điều mà không ai muốn cả. Ngoài câu chuyện về vốn thì tôi cũng thấy rất là nhiều startup trong lĩnh vực y tế nhắc tới một từ khóa là hệ sinh thái. Theo bà thì tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế nó sẽ quan trọng như thế nào ạ? Hệ sinh thái thì ở đâu cũng cần cả. Bởi vì là chúng ta đều đang sống trong hệ sinh thái lớn hay là hệ sinh thái nhỏ. Nhưng chúng ta cũng nhìn nhận lại bản chất của hệ sinh thái là nó mang tính hữu cơ và tự nhiên. Hữu cơ có nghĩa là các thành phần họ sẽ tìm cách để họ liên hệ với nhau. Đương nhiên ta hiểu rằng nó là sự ràng buộc về mặt lợi ích, hoặc là sự tương hỗ, hoặc thậm chí là cạnh tranh cũng là một hình thức để thúc đẩy phát triển. Chúng ta ngay cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta còn rất non trẻ. Vì vậy nếu nói là xây dựng riêng một hệ sinh thái cho startup y tế thì là một điều có lẽ là cũng sẽ mất thời gian. Tuy nhiên thì tôi nghĩ startup trong lĩnh vực y tế nên đặt mình vào cái câu chuyện chung, tận dụng những cái nguồn lực hiện nay đang có để hỗ trợ cho startup nói chung. Mặt khác thì cũng nên lên tiếng mạnh mẽ hơn với các nhà lập sách về câu chuyện là chúng tôi cần được kết nối. Bởi
vì cái việc kết nối đấy là quyền và cũng có thể là những lợi ích. Tôi lấy ví dụ thế này, các tập đoàn dược phẩm họ thường tìm đến các cái viện hàn lâm để họ tìm các cái kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và họ tìm cách thương mại hóa. Hiện nay đấy là một cái câu chuyện nó đang diễn ra và nó diễn ra có nhiều trường hợp rất là thành công. Chúng ta nên nhìn lại xem cái mối quan hệ đấy nó đã thành công như thế nào để rút ra một cái cách hợp tác nó hiệu quả. Startup cũng thế, nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Ví dụ những startup IoT hiện nay đang thực sự rất là hữu ích cho những nhà sản xuất trong mảng dược phẩm. Và nhiều câu chuyện khác nữa, dữ liệu lớn. Vì vậy cho nên cái dư địa của các bạn còn rất là nhiều, vì vậy thì phải khai thác và mạnh bạo hơn. Còn trong vai trò nhà nước thì tôi nghĩ là họ nên tạo những cái sân chơi lớn để các startup có thể giao tiếp tốt hơn với các tập đoàn, các cái đơn vị thương mại hóa, các kênh phân phối. Điều đấy nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Có một trường hợp của TechFest năm 2017, bạn ấy lọt vào top 10 và cũng là một cái sản phẩm đi ra từ trường đại học và cái sản phẩm liên quan đến dạ dày. Tuy nhiên hiện nay do có nhiều, mặc dù được rất nhiều hỗ trợ khác nhau, nhưng cái vấn đề thương mại hóa sản phẩm vẫn là một vấn đề rất lớn. Vì vậy thì nếu có chọn một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp để thúc đẩy thì tôi nghĩ rằng nên tập trung vào cái thương mại hóa sản phẩm cho các startup trong mảng y tế. Nó sẽ thực sự là một cái cú hích rất lớn và quan trọng. Vâng, bởi vì kể cả startup y tế hay tất cả các lĩnh vực khác thì điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải có đầu ra cho sản phẩm, phải có doanh thu thực cho doanh nghiệp trước khi chúng ta tìm đến bất kỳ những cái nguồn đầu tư bên ngoài nào, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là quý giá và xin được cảm ơn cả những nỗ lực và những gì cá nhân bà cũng như là ban kết nối đầu tư của TechFest đã và đang làm được trong thời gian vừa qua cho các startup của Việt Nam và đặc biệt là các startup trong lĩnh vực y tế. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành những phút vừa rồi cho chương trình Tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.